giờ tôi với ông không có anh em gì hết. Mày tưởng tao cần à? Cái tao cần đấy là cái tờ giấy màu đỏ quyền lực này, mày hiểu không? Này, bố mẹ là của chung nhưng cái này là của riêng, nhưng mà là riêng của tôi. Mày nói cái gì? Đấy, lông đi. Ông Bình, giữa ban ngày ban mặt ông mơ cái gì thế? Dỗ mẹ năm nào cũng gần Tết mà năm nay chưa thấy cô chú Nam ằng hắng ỏ ê gì là sao hả ông? Chưa, chứ không phải là không. Tết đến nơi rồi. Ô kìa, cái bà này. Chán lại còn thuê cả đầu gấu đến cắt tay. Hỏi tí thì cái anh Nam nhà kia Tết nhất mà chẳng thấy tăm hơi. Ừ đúng. Hay là cũng đang giận dỗi chẳng thèm về đây suốt cả năm trời. Tức đất nó là tắc vàng. Chuẩn. Chia chắc là phải rõ ràng. Phải rõ. Càng muộn thì càng đâm lo. Em nó bỏ mình thèm về đây ngó. Cô này dâu cả việc gì cũng đến tay, đến tay. Nhưng mà ơ này dâu út ở đâu vậy? Dỗ chạm lễ lạt mình chiến đấu thôi. Chiến luôn. Không người ra nhời. Cô chú ấy hư rồi. Hư quá. Nhà mình sống có tới nỗi nào đâu. Tết nhất còn lo sắm đồ cho con cháu. Cô chú ấy không về cũng chẳng lời hỏi han. Hay là chê tôi vẫn chưa đủ chu toàn. Tết nhất đến nơi rồi mà cũng chẳng ngó ngàng. Chuyện gì thì chuyện chấp nhận liệu có đa. Chính tôi mới là người bắt nó đừng về. Đừng về, đừng về, đừng về do bắt buộc đừng về. Người người đang cần ta, bạn bè đang cần, đồng nghiệp đang cần. Người người đang cần ta, người người đang cần. Mang đồ bảo hộ cả ngày bí bách lắm. Anh mặc áo này cho nó thấm mồ hôi nhá. Tăng thêm nhiều ca dương vẫn chưa chiến thắng được ma vương. Vaccine đã tiêm đủ liều nhưng Covid đáng sợ hơn là ta tưởng. Chưa phân hồi kết vẫn đang ở giằng co. Cả Việt Nam đã chung tay một làm để tống của con virus đó. Những bữa cơm đạm bạc cùng anh em, mời anh em, làm tôi thấy nhớ cơm ngày Tết, tôi cũng thèm. Ở đây tổ quốc đang gọi tên, mọi thứ ta gác sang một bên. Vì một sứ mệnh ta đặt lên trên. Không một ai, không một ai bị bỏ lại, bị bỏ lại phía sau hành trình phía dài, sau hành trình dài. Không một ai bị bỏ lại phía sau hành trình dài. Wow, wow, đây mẹ đỡ cho ạ. Đây là quà của bé An thắp hương ông bà. Mẹ cũng có quà nhá. Quà này là dành tặng cho bác Lan đấy. À đây, còn đây món quà đặc biệt bố tặng cho bác Bình. Chắc khỏe xương khớp. Đầy đủ thế này thì nhà mình về quê thôi nhỉ? Yeah, nhà mình về quê thôi, nhà mình về quê thôi, về quê thôi. Chào quý vị khán giả, sau đây là bản tin Covid-19 của Vietnam TV. Trong ngày 25 tháng 12, có 15.586 ca nhiễm mới. Các lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn để sàng lọc, truy vết. Những tình nguyện viên y tế cũng nỗ lực ở tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các công tác như vận chuyển bình oxy, phun khử khuẩn các khu vực có khoanh vùng. Họ đã đóng góp tuổi trẻ của mình cho công việc đầy ý nghĩa này. Gửi chú Nam, đây là số tiền mà mẹ để lại. Cũng không phải là nhiều, nhưng mẹ có lòng chia cho hai đứa. Chú cứ lấy luôn phần của vợ chồng anh mà thêm chi phí sinh hoạt thuốc men. Nghe nói trên đó cách ly tốn kém lắm. Mua sắm gì thêm trong nhà, gì thì gì chứ Tết đến là phải đầy đủ. Ở dưới này thì chú cứ yên tâm.
anh sẽ lo hương khói cho mẹ chu đáo. Mẹ cũng không trách chú đâu. Tết đến, cả nhà mạnh khỏe, bình an là được rồi. Alo, anh nghe đây. Chào hai bác. Chú Nam à, tình hình thế nào rồi? Em báo tin vui cho hai bác là cả nhà em xét nghiệm âm tính hết rồi. Hả? Chú nói thật đấy chứ? Ờ, thế thì mừng quá, âm tính rồi. Và ta giống như chim rơi bay, lượn bay khắp mênh mông nơi này. Khi sóng gió ta hãy nhớ có những trái tim ngóng chờ, giang vòng tay luôn ở đây. Sắp đến giao thừa rồi đấy. Nhà mình đếm ngược nhá. 5 4 3 2 1 Chúc mừng năm mới.